con nghĩ cô Tường là một người rất là hiền. chắc không nha. Lúc đó thì con thấy cô Tường rất là hiền. Mặc dù con có coi những mùa trước là đôi khi cô cũng có nghiêm khắc, nhưng mà con rất là thích về đội của cô. Rồi, thích về đội đúng không? Vậy cái sau khi mà con tiếp xúc với cô thì cô thấy như thế nào? Có đúng như những gì mình nghĩ không? Cô có thật sự hiền không? Chắc không, sao lại con lại cười? Cứ nói thoải mái, có thể nói thoải mái. Cô không có hiền như con nghĩ. Tại sao con nói cô là cô không hiền? Tại vì đôi lúc cô cũng rất là nghiêm khắc, và tại vì cô phải tập chơi rất là nhiều bạn khác nhau ấy, cho nên là đôi khi tụi con mà không làm đúng theo ý cô thì cô cũng có la. Còn với My thì con thấy cô Tường có khó không? Dạ, con thấy cô Tường cũng hơi khó. Hơi khó. Nhưng mà có cái lúc nào mà con khi mà cô Tường tập luyện cho con đó thì con thấy là cô Tường khó không? Dạ không, con thấy cô Tường rất là hiền. Hồi nãy mới nói là hơi khó nha, vừa nói là hơi khó xong nha. Khi mà cô Tường tập cho con đó thì có cái lúc nào mà cô Tường, con thấy là cô Tường hơi dữ không? Có không? Dạ có, mấy cái lúc mà con hát sai hoặc là không thuộc lời, hoặc là con bị cảm con không hát được thì cô Tường cũng có la chút xíu. Có la chút xíu hả? Dạ. Thì con thấy rằng là con thích cô Tường ở điểm nào nhất? Dạ, tại cô Tường dễ thương. Dễ thương hả? Rồi bây giờ về hỏi lại nè, trả lời thật lòng nghe. Dạ. Con có sợ cô Tường cái điểm nào không? Dạ không. Không có sợ. Còn với Bảo Ngọc thì sao? Dạ có. Có hả? Con sợ gương mặt cô Tường lúc mà cô nghiêm túc ấy. Như thế nào đó, con có thể diễn tả lại được không? Con nhớ khoảnh khắc đó không? Thì diễn tả lại đi, thử đi. Thử rồi. Thử đi. Rồi cô sẽ nói gì lúc đó? Có mà con nghe. Có mà con nghe không? Rồi lúc đó thì cô Tường sẽ nói gì với Ngọc? Lúc đó thì cô nói với con là các con á phải lo học bài cho chăm chỉ vô nha, lúc nào cũng quên bè, không bao giờ mà hả quyện được với nhau được hết, các con chỉ có 3 phút trên sân khấu thôi là phải làm thiệt là tốt. Đúng rồi đó, đúng. Và rất nhiều bạn nói rằng là hai bé dễ thương quá, và trước khi mà chương trình này bắt đầu á thì thật ra Bảo cũng có nhận được một vài câu hỏi mà gửi Bảo hỏi giùm. Nhưng mà thật ra là Bảo cũng rất muốn hỏi đó. Đó là khi mà Tường với vai trò là một huấn luyện viên trong chương trình The Voice Kids tiếp xúc với rất là nhiều bé dễ thương đến như vậy, thì có bao giờ mình nghĩ rằng là trong tương lai thì mình cũng sẽ có một gia đình và có những cái bé dễ thương vậy không? Chuyện mà có em bé thì là Tường luôn luôn là và dạy dỗ các con là Tường đã nghĩ từ hồi mà Tường còn ở cấp 3 rồi. Tường nghĩ khi nào mà Tường, lúc nào tôi cũng nghĩ là khi mà Tường có con Tường sẽ dạy những cái gì, Tường sẽ dạy ra làm sao để mà khi mà phát hiện cái khả năng của các em bé này, của con mình càng sớm càng tốt. Giống như các em bé này rất là may mắn khi được có gia đình hiểu được cái tâm tư, cái đam mê của các con, để và cho các con sớm gọi là tiếp xúc với âm nhạc, và đặc biệt là tiếp xúc với những người trong nghề như Tường. Thì các con, khi mà các con tiếp xúc như vậy, các con va chạm như vậy càng nhiều thì các con sẽ càng được chà xát, càng được gọi là mài dũa mình, thì các con sẽ tiến bộ rất là nhanh. Và đối với Tường sau này mà Tường có con thì Tường cũng sẽ Tường thì Tường chỉ sợ là bùng nổ dân số thôi. Đó một lúc nào đó thì mình cảm giác là cái chuyện mà mình có con nó lại là một cái tội lỗi đối với xã hội, khi mà còn có quá nhiều cái dân số bùng nổ thôi. Còn đối với còn bản thân mình thì mình luôn luôn muốn là có một cái người tiếp theo cái con đường mà mình đi. Cũng không hẳn là Tường muốn là em bé đó sẽ trở thành một người nổi tiếng, nhưng mà gọi là mình muốn cái tài năng của đứa bé đó, và sống đúng với cái tài năng mà đứa bé đã đam mê, đúng không? Nhưng mà trong lúc nãy cái câu chuyện lúc nãy Tường vừa nói đó thì nó có một cái chữ đó là sau này. Cái vế sau này đó nó chính xác là Tường có nghĩ rằng là nó trong bao lâu không? Tường không có nghĩ, tại vì bản thân Tường là một người rất là gọi là go with the flow, nghĩa là những cái gì nó tới mình tới, kể cả xấu lẫn tốt mình luôn là cái người bình thản đón nhận. Và mình không có, còn cái chuyện gia đình thì Tường nghĩ là Tường còn quá trẻ để Tường nói tới cái điều đó. Rồi, Tường đang say mê sự nghiệp hơn. Rồi, ok, vậy thì với Ngọc, với My thì khi mà tụi con tham gia chương trình The Voice Kids á, lúc nãy cô Tường có nói về cái chuyện là về cái khả năng và cái đam mê của tụi con, thì con thích nhất dòng nhạc nào với Ngọc? Đối với con thì con thích dòng nhạc R&B, pop. Nhưng mà dòng nhạc mà con thích nghe nhất và con cũng thích nhất đó giờ đó chính là reggae pop. Nhưng mà những cái
dòng nhạc mà lúc nãy con nói thì có một chữ trong đó là R&B. Yeah. R&B thì hình như là Cô Tường hơi có một cái gì đó nó hơi khác khác đúng không? Yeah. Vì sao vậy? Bảo muốn biết về câu chuyện này. Con nói đi. Rồi, Ngọc nói trước đi. Tại sao con thích R&B? Nói chung là từ nhỏ đến lớn á, thì con tiếp xúc với lại cái dòng nhạc đấy nhiều. Với lại con cũng tự cảm thấy là bản thân con hợp để đi theo cái dòng nhạc này. Và con cũng yêu thích nó nữa nên là con quyết định là chọn R&B làm dòng nhạc chính mà con theo đuổi. Và hình như là R&B cũng là một sở trường của cô Tường đó dạ, nha. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Rồi còn với My thì sao? Dạ con thì con thích nhất là dòng nhạc pop. Pop là một từ rất chung chung. Nói chung là My còn rất là nhỏ. My cho nên là nhỏ nhưng mà ngoài cái chuyện là My thích pop này thì có những cái loại hình nào á ở Việt Nam mình, ví dụ là chú thấy rằng là có ca trù nè, có cải lương nè, và có rất là nhiều nữa. Con có thích một bài hát nào đó không? Thường thì con mình thử mình bắt đầu mình khai thác về khả năng của bé nè. Con cũng hơi thích cải lương nhưng mà con cũng không thích lắm. Rồi có cái gì con thích nữa không? Cũng không biết. Ở nhà, bên nhà bình thường My hát nhạc tiếng Anh hay lắm nè. My hát bài Friends hay lắm nè. Hát vài câu cho cô chú nghe coi. Friends. Bây giờ My hát nha. Friends hát sao bữa tập với cô đó, nhớ không? Bây giờ có muốn cô Tường hát chung với con không? Không, cô không biết bài đó. Nhưng mà cô biết là con hát bài đó rất hay. Con hát thử một đoạn cho chú nghe đi. When you say you love me, I say you're crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that make me crazy, here we go again. Yeah, yeah. Bây giờ thì chú hiểu lý do vì sao mà con lại có mặt ở The Voice Kids. Wow, còn với Ngọc thì sao? Nãy thì My đã hát một bài hát tiếng Anh rồi, còn Ngọc thì bây giờ mình có gì khác chút đi dành tặng cho quý vị khán giả. Vậy thì chắc con sẽ hát một bài của nhảy cô đi. Tường. Bây giờ mình hát nhạc cô Tường nhưng phải nhảy nha, được trời không? Trời nhảy nữa hả? Sẵn bài sàng gì không? Con? Bài gì? Bài gì? Con thích nhất bài gì? Con cũng biết. Cô Tường đang ở đây nghe. Cô Tường thì bài nào con cũng thích hết trơn. Bài nào con cũng thích nhưng mà con có một cái bài nào đó mà con thích nhất đi. Mình chọn ra một bài thích nhất đi. Con sẽ hát bài Đông. Ok. Yeah. Ok. Ngày dài mưa phùn, nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay. Ngoài trời khung cửa, trăng xóa lối đi. Xa xa một nhánh cây tàn khô, đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi. Tim trong là môi nồng ấy như mùa đông còn ấm, mình còn mơ hồ, chẳng biết sáng đêm. Cây kia vẫn nối nhà vẫn vương. Wow. Ai. Không thua kém cô Tường nha. Thật sự là không thua kém cô Tường. Ở bài Đông này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.